Em Nhân xin kính chào với cô chú anh chị. Kính chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Hôm bữa em Nhân có chia sẻ với cô chú anh chị mình, em Nhân sắp có một em Yaris Cross phiên bản xăng sản xuất 2024, mới đi có 3.400 km, thì ngày hôm nay em nó đã dọn lửa xong rồi. Em Nhân sẽ giới thiệu chi tiết cho quý cô chú anh chị mình nha. Anh chị mình coi kênh em Nhân, cho em Nhân xin một cái đăng ký kênh nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Dạ, em nói đây nha cô chú anh chị. Yaris Cross phiên bản xăng nha. Màu ngoại thất là màu trắng và nóc đen. Bản màu này sẽ cao tiền nhất trong số các màu của Yaris Cross nha cô chú anh chị. Và em này thì mang biển số ở Hồ Chí Minh và đăng ký là 2024 nha, sản xuất 2024. Nhưng mà em Nhân hồi nãy có nhầm một tí xíu là cái ô đô là 3.804 chứ không phải 3.400 nha. Cái thông tin đó em Nhân hơi sai. Thì tí nữa em quay cái ô đô cho cô chú anh chị mình coi cho nó chính xác. Và em mời cô chú anh chị mình đi coi một dòng xe màu trắng ngọc trai cực kỳ đẹp anh chị ha. Xe có cam 360, có gói an toàn Toyota Citizen, cảm biến gốc trước đầy đủ hết ha. Nếu mà cô chú anh chị mình đang quan tâm dòng xe này mà xe mới á, thì hiện nay nếu mà lăn bánh em này thì giá nó cũng phải là 715 triệu, chưa bảo hiểm luôn đó nha. Đó, thì anh chị mình coi lựa chọn coi chiếc này phù hợp hay không. Và bên em Nhân đang chào bán là 645 còn thương lượng nha cô chú anh chị, cho một em Yaris Cross phiên bản xăng được sản xuất 2024, mới đi có 3.000+ cây. Đó, xe thì được trang bị thêm phim cách nhiệt này cô chú anh chị. Đó, rồi có viền che mưa. Viền che mưa thì em mời cô chú anh chị mình đi xem với em Nhân một dòng xe để chúng ta đánh giá sơ bộ. Quý cô chú anh chị mình có thiện chí, có nhu cầu muốn sở hữu thì lên trực tiếp ở đây mình coi xe nha cô chú anh chị. Đó, đẹp anh chị ha. Thì cái này anh chị mình về mình đâu cần phải làm thêm gì nữa. Hầu như là chủ cũ họ đã làm sẵn hết rồi. Anh chị mình về chỉ sang tên thôi. Thì sang tên chắc đâu đó tầm khoảng cỡ 10-15 triệu là xong rồi anh chị. Thì bên em Nhân sẽ, ví dụ anh chị mình muốn tự làm thì tự làm, còn không thôi thì bên em Nhân sẽ hỗ trợ luôn cái phần sang tên cho cô chú anh chị. Nhưng quan trọng là anh chị mình thích chiếc xe và lên đây xem, ok, đồng ý chiếc xe rồi mình thương thảo tiếp nha anh chị ha. Xe thì trang bị đây, có cái trải sàn 3D nè anh chị, 5D, 3D gì nè. Nói chung là hai lớp luôn á, một cái lớp simili ở dưới rồi với lại thêm một cái lớp ở trên nữa anh chị ha. Thêm một cái lớp ở trên nữa. Đó, đẹp anh chị không? Thì cái này thì bên em Nhân, như em Nhân chia sẻ đó, là đang chào bán 645, chắc còn giảm cho cô chú anh chị mình đâu đó khoảng 10 triệu nữa anh chị ha. Thì anh chị mình nếu mà có muốn sở hữu thì tới đây mình coi. Thật sự thì xe mới như thế này thì em Nhân cũng không biết quay gì nữa. Tại vì nó mọi thứ nó còn rất là mới. Chủ yếu là thông báo cho cô chú anh chị mình biết là hiện tại đang có xe như thế này thôi. Đó, xe thì còn bảo hành tới 2027 là anh chị, chưa có bị cấn đụng hay là ngập nước hay là bất cứ ảnh hưởng gì tới khung gầm, tới chất lượng của xe hết. Đó, anh chị mình an tâm, cái này là về chúng ta mua chúng ta xài thôi. Đó, trải sàn thêm một cái lớp 5D với lại cái bước chân, về bước chân chống chày bước chân nè, này không có đèn, này là cái miếng chrome thôi anh chị. Đó, anh chị mình coi nè, 3.804 km nha. 3.804 km. Và cái năm sản xuất nè, nhập khẩu từ Indonesia và năm sản xuất là 2024 nha cô chú anh chị. Đó, ghế là ghế da nè, chỉnh điện nè. Dạ thì xe này thì ra mắt ở Việt Nam mình cũng mới đây thôi cô chú anh chị. Hồi năm rồi thôi, tháng 10 năm rồi. Đó, thì anh chị mình coi được thì mình sở hữu nha. Dòng đô thị gầm cao này hiện nay cũng đang được rất nhiều cô chú anh chị mình ưa chuộng. Cái này nó hai phiên bản anh chị, nó có phiên bản máy hybrid đó nha, gọi là phiên bản máy xăng. Xin nói rất rõ với cô chú anh chị. Đây nè, cái nút điều khiển của hệ thống an toàn Toyota Citizen á, nó có cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, rồi chạy ga tự động nè anh chị. Đó, đèn chiếu xa tự động, rồi cảnh báo vận hành sai chân ga. Nói chung là nhiều tính năng lắm. Cô chú anh chị mình mua xe này về mình trải nghiệm rất là nhiều công nghệ nha. Hộp số thì tự động, phanh tay điện tử nè. Rồi khởi động bằng nút bấm. Giờ thay vì mua xe mới khoảng 720, giờ chúng ta sở hữu em này nếu mà xong hết thì chắc không phải 650. Đó, 650 chúng ta có một em này. Ngon lành anh chị. Sản xuất 2024 luôn. Thì em Nhân nghĩ là chiếc này sẽ bán khá là nhanh. Nếu mà quý cô chú anh chị mình có thiện chí muốn sở hữu thì gọi điện cho em Nhân ha. Gọi điện cho em Nhân rồi lên đây trực tiếp mình coi tại Toyota An Thành Fukushima ở số 15 Bùi Thanh Khiết, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Đó. Hiện tại thì xe cũ bên em Nhân thì đang duy nhất có chiếc này thôi.
và chuẩn bị có thêm một cái em Cola Cross mạng bản 1.8V á, cũng là gầm cao luôn, cũng màu trắng nhưng đang dọn rửa chưa xong đó. Thì anh chị mình tầm tiền dưới 700 thì sẽ mua cái này là ngon lành, thay vì chúng ta mua một cái xe mới. Chiếc này cũng có khác gì xe mới đâu, chạy chưa tới 5.000 cây đó. Anh chị mình coi nghiên cứu thử coi được không ha anh chị ha. Còn nếu mà chưa thích những chiếc này thì cứ đăng ký kênh Em Nhân đi, bữa nào có những chiếc xe cũ khác về em sẽ quay lên cho quý cô chú anh chị mình cùng coi. Nếu mà thấy hợp, nếu thấy được thì ủng hộ Em Nhân nha cô chú anh chị. Yaris Cross mấy bên này thì những chiếc này đã bán hết trơn rồi, bán hết trơn rồi. Và sẵn tiện thì em cũng xin nhắc với cô chú anh chị mình luôn, thì trong tháng 9 này nè, nếu mà cô chú anh chị mình quan tâm xe mới á, thì đặc biệt là cái dòng mà Vios nè, Veloz nè, Avanza nè và Yaris Cross này luôn là được Toyota hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Và đặc biệt những dòng như lắp ráp Việt Nam mình, Vios, Veloz, Avanza thì còn được chính phủ mình hỗ trợ thêm 50% nữa, cho nên là cái giá nó cũng khá là mềm. Cô chú anh chị mình nếu mà chúng ta muốn mua xe trong cái thời điểm này thì chúng ta nên tranh thủ nha anh chị ha. Đó, anh chị mình coi ha, xe cũ xe mới Em Nhân đều có hết. Và đặc biệt thì Em Nhân cũng đang rất cần thu thêm những dòng xe cũ nha. Cô chú anh chị mình muốn bán xe đổi xe thì liên hệ Em Nhân nha. Và cũng xin nói thêm, chiếc này anh chị mình nói, ủa tại sao người ta bán sớm quá vậy? Không phải vì chất lượng như đâu nha, nhưng mà vấn đề tài chính thôi. Thì thôi Em Nhân nói gì chắc cô chú anh chị mình hiểu rồi. Tài chính thôi thì không có duyên nhau nữa thì chia tay. Đó, thì người chán thì sẽ có người cần anh chị ha. Thì anh chị mình có thiện chí muốn sở hữu liên hệ Em Nhân. Và một lần nữa em cho cô chú anh chị mình coi cái thông tin nè. Đó, rồi rất là rõ ràng nha cô chú anh chị. Xe này là mua tháng 4 2024 cô chú anh chị, bây giờ mới có tháng 9 là mới 3 tháng thôi. Mới có 5 tháng chứ đó. Thì anh chị mình coi ha. Rồi em xin kết thúc video đây, kính chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.